For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Kính chào quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Tại đây chúng tôi liên tục cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trong nước và quốc tế. Bây giờ mời quý vị đến với những thông tin thời sự mới nhất. Trung tướng Tô Ân Sô chỉ rõ các thủ đoạn dụ dỗ đưa người vượt biên trái phép. Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, đã có những chia sẻ cảnh báo về thủ đoạn dụ dỗ đưa người xuất cảnh vượt biên trái phép. Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, lợi dụng nhu cầu ra nước ngoài tìm kiếm việc làm, lao động, đoàn tụ gia đình của công dân Việt Nam tăng cao đã khiến cho hoạt động xuất cảnh di cư trái phép diễn ra phức tạp, tác động tiêu cực tới an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của đất nước, gây ra nhiều hệ lụy hậu quả đối với đời sống của người dân, hoạt động của nhiều doanh nghiệp. Bẫy việc nhẹ lương cao. Nói về tình trạng nêu trên, Trung tướng Tô Ân Sô nhận định nhiều đường dây tội phạm tổ chức đưa người Việt Nam ra nước ngoài trái phép đã hình thành với sự câu kết giữa các đối tượng ở trong và ngoài nước, cả người Việt Nam và người nước ngoài. Trong đó, địa bàn hoạt động của các đường dây này rất đa dạng, từ Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, một số nước Đông Nam Á như Lào, Campuchia, Malaysia, Myanmar, đến nhiều nước châu Âu, Mỹ, Canada. Hành trình xuất cảnh bằng cả đường bộ, đường biển và đường hàng không. Người phát ngôn Bộ Công an chỉ rõ, một trong những phương thức thủ đoạn chủ yếu để đưa công dân Việt Nam di cư xuất cảnh trái phép ra nước ngoài là tìm kiếm, dụ dỗ nạn nhân sang các quốc gia gần biên giới với Việt Nam, ví dụ xuất cảnh sang Campuchia, Lào, Thái Lan, Myanmar để làm việc nhẹ lương cao, tổ chức cho nạn nhân xuất cảnh mà không cần chứng minh tài chính, bằng cấp, thủ tục nhanh gọn. Sau khi được đưa ra nước ngoài, công dân Việt Nam sẽ được bố trí chỗ ăn ở, sinh hoạt và làm việc tại các khu biệt lập, có sự theo dõi giám sát chặt chẽ, cắt liên lạc với gia đình, người thân, bị thu giữ hộ chiếu, ép buộc ký hợp đồng lao động và bị ép làm việc. Nếu muốn nghỉ việc thì sẽ phải đền bù một số tiền lớn. Ngoài ra, các đối tượng lợi dụng chính sách miễn thị thực ở một số nước hoặc qua con đường du lịch, thương mại, học tập để gom người xuất cảnh hợp pháp, sau đó tổ chức cho trốn ở lại hoặc xuất cảnh bất hợp pháp đi nước thứ ba. Trung tướng Tô Ân Sô chia sẻ và cho hay, những người trong độ tuổi lao động không có việc làm, có người nhà lao động ở nước ngoài, có nhu cầu tìm kiếm việc làm ở nước ngoài là đối tượng dễ bị dụ dỗ lôi kéo. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, quá trình liên lạc thỏa thuận các đối tượng xấu thường sử dụng sim giác qua tài khoản mạng xã hội ẩn danh, giao dịch chuyển nhận tiền trực tiếp, không có biên nhận, biên bản hoặc qua tài khoản ngân hàng mang tên người khác, qua các dịch vụ chuyển tiền trung gian. Về phía người dân, người phát ngôn Bộ Công an cho hay, bên cạnh nhiều trường hợp bị lừa đảo, lôi kéo trở thành nạn nhân, cũng có rất nhiều trường hợp chủ động kết nối với các đối tượng trong đường dây phạm tội để xuất cảnh trái phép, sau đó trở thành nạn nhân và chịu hậu quả nặng nề. Theo người phát ngôn Bộ Công an, năm 2023, Công an các địa phương phía Nam đã tiếp nhận từ Campuchia hơn 600 người làm việc trong các sòng bạc được phía Campuchia giải cứu, trao trả về nước. Tháng 5, Philippines đã giải cứu 437 người Việt Nam bị cưỡng bức làm việc trong các sòng bạc tại nước này. Tháng 12, hàng nghìn công dân mắc kẹt tại cuộc chiến sự Myanmar được Đảng và Nhà nước giải cứu, bảo hộ về nước, trong đó có rất nhiều người thuộc diện xuất cảnh trái phép hoặc là nạn nhân của các đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép. Tác động tiêu cực đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Về hậu quả, Trung tướng Tô Ân Sô đánh giá việc hình thành các đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép và công dân Việt Nam tìm cách nhập cảnh cư trú trái phép tại các nước đã tác động tiêu cực đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, gây ra nhiều hệ lụy. Cụ thể, thương hiệu du lịch Việt Nam bị ảnh hưởng xấu, công dân Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc xin cấp thị thực, không chỉ diện du lịch. Nhiều nước sẽ cân nhắc khi đưa Việt Nam vào danh sách được miễn thị thực. Đồng thời, các doanh nghiệp lữ hành có hoạt động du lịch lành mạnh sẽ bị ảnh hưởng. Đời sống an toàn tính mạng của công dân bị theo dõi, giám sát, cưỡng chế, trở thành nạn nhân mua bán người, bị ảnh hưởng trực tiếp. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, người dân cần tìm hiểu kỹ, nâng cao nhận thức, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh, có ý thức cảnh giác, nắm và nhận diện được các phương thức thủ đoạn của các đối tượng, đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh, di cư trái phép, mua bán người và những hậu quả hệ lụy của việc xuất cảnh, trốn ở lại nước ngoài cư trú, lao động bất hợp pháp, không để các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo. Đưa ra khuyến cáo, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, khi có nhu cầu xuất cảnh ra nước ngoài, người dân cần liên hệ các cơ quan chức năng có thẩm quyền, các công ty du lịch, xuất khẩu lao động uy tín trên thị trường, có giấy phép lữ hành quốc tế, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để được tư vấn hướng dẫn về thủ tục, không nghe và không làm theo các đối tượng môi giới, tổ chức để được xuất cảnh hợp pháp.
Những thông tin này đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.